Làm việc với lực lượng chức năng, bà Dương Thị Liên, chủ hộ kinh doanh, không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên. Hiện, đội quản lý thị trường số 1 đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm các sản phẩm này nhằm đánh giá mức độ an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Đại diện của lực lượng quản lý thị trường cho biết, việc bày bán và tiêu thụ các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trở thành vấn đề đáng lo ngại tại các thành phố lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực thực phẩm, đòi hỏi các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.